có ai nghĩ rằng sẽ có một loại trái ác quỷ mới sẽ xuất hiện trong One Piece hay không? Nghe vô lý dữ vậy, ai đời mà lại nghĩ rằng sẽ xuất hiện một hệ trái ác quỷ mới mà năm chính của bộ truyện lại không sở hữu nó chứ đúng không? Đúng vậy, nhưng thực sự mà nói thì trong các diễn đàn One Piece từ lớn tới nhỏ trên khắp thế giới thì việc có đâu đó một trái ác quỷ hệ mới tồn tại ngoài kia, bên cạnh việc có tới tận 3 trái ác quỷ cơ bản, vẫn là một chủ đề rất được bàn tán sôi nổi trong cộng đồng One Piece trên thế giới. Thậm chí là đến bây giờ, vẫn còn rất nhiều người tin rằng thực sự có một loại trái ác quỷ mới tồn tại trong truyện luôn chứ không đùa được đâu. Và những ý kiến lẫn giả thuyết mà họ đưa ra là cực kỳ thuyết phục, tới mức không thể tin được, cứ giống như là tác giả luôn chứ không đùa. Bởi vì nếu như chúng ta nhìn lại một chút thì có thể thấy rằng ở thời điểm hiện tại có 3 trái ác quỷ chính là Paramecia, Zoan và Lugia. 3 loại trái ác quỷ này từ lâu đã trở nên quen thuộc với người xem One Piece trên toàn thế giới. Trong đó, trái Paramecia mang lại cho người sử dụng một khả năng đặc biệt siêu nhiên mà không một người bình thường nào có thể làm được. Hầu hết những tính năng này đều liên quan tới việc biến đổi cơ thể của họ để trở nên đặc biệt hơn. Ví dụ như tạo ra vũ khí bằng cơ thể, thay đổi hóc môn bên trong cơ thể, hoặc biến đổi cơ thể hoàn toàn trở thành mochi. Và bên cạnh đó, năng lực của trái Paramecia còn chạm tới những tính năng khác siêu nhiên hơn việc điều khiển đồ vật hay thao túng trọng lực, thao túng môi trường xung quanh hay thao túng cả không thời gian, thì năng lực Paramecia cũng đều có thể cân được một cách hoàn hảo. Và bên cạnh đó, chúng ta có trái Zoan cũng được chia thành nhiều loại sức mạnh, cho phép người thường ăn nó, biến đổi thành con vật tùy ý, đôi khi là những động vật bình thường hay những con khủng long đã tuyệt chủng từ lâu, thậm chí là cả những sinh vật thần thoại hay những vị thần trong trí tưởng tượng của con người nữa. Và cuối cùng là hệ Lugia, hệ trái ác quỷ siêu hiếm, mang lại cho người dùng năng lực thao túng các nguyên tố tự nhiên và cho phép họ biến đổi cơ thể thành nguyên tố tự nhiên đó, như lửa hoặc băng. Tất cả những thứ mà mình đã chỉ ra này cứ như là lời của tác giả đã nói rằng không còn trái ác quỷ nào khác phù hợp hơn với 3 hệ trái ác quỷ vừa được kể trên. Thế nhưng mà dù như vậy thì chính những hệ trái ác quỷ đó cũng từng đã bị người xem lầm tưởng rằng chúng thuộc những hệ khác luôn đấy chứ không phải là hệ thực sự của chúng nữa. Bởi lẽ có một vài trái ác quỷ rất thân thiết với chúng ta, có đặc điểm và sức mạnh hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ loại nào trong số các hệ này. Và chúng thường được gọi là những trái ác quỷ đặc biệt, ví dụ như trái OP cho phép người dùng tạo ra một căn phòng để họ có thể kiểm soát toàn bộ mọi thứ, ngoại trừ thời gian và không gian bên trong căn phòng đó, chẳng hạn như dịch chuyển tức thời, thay thế bộ phận cơ thể, hay thậm chí là lùm nhẹ trái tim của người khác ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, thay vì được xem là một loại đặc biệt, thì nó chỉ được xem là một trái Paramecia bình thường. Mặc dù chúng ta có thể nói rằng, trong hệ Paramecia thì không có bất kỳ sức mạnh trái ác quỷ nào có thể bá đạo được như nó. Và bên cạnh đó, không chỉ có trái OP mà còn có những trái ác quỷ khác như là trái Mochi đã được tác giả xác nhận là Paramecia đặc biệt thay vì là trái Lugia thông thường, hay như trái Doku mặc dù có thể tạo ra độc dược nhưng nó lại được tính là Paramecia chứ không phải là hệ Lugia quý hiếm và thậm chí là cú lừa thế kỷ đến từ tác giả Oda. Trái Gomu Gomu no Mi của Luffy hóa ra cũng là Zoan thần thoại ẩn mình. Không một ai có thể chắc chắn được hệ thực sự của một trái ác quỷ cả cho đến khi nó được tác giả xác nhận. Và những ví dụ này chỉ mới là những thứ còn con nhỏ, chứ thực sự mà nói thì vẫn còn rất nhiều trái ác quỷ khác mà người xem chúng ta có thể lầm tưởng về hệ sức mạnh của nó luôn chứ không đùa được đâu. Nên vì lý do này mà người ta đã nghĩ rằng có đó một loại sức mạnh trái ác quỷ mới đang tồn tại bên trong câu chuyện One Piece. Nhưng nó là gì thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nhé. Đối với những trái ác quỷ đặc biệt bị hiểu nhầm hệ mà mình vừa nói ở trên, thì có một số người tin rằng những trái ác quỷ đó đại diện cho một hệ trái ác quỷ mới. Họ nói rằng bài trái ác quỷ chính vẫn chưa được đầy đủ và có những loại trái ác quỷ khác vẫn chưa được khám phá. Và vì thế nên điều quan trọng nhất nằm ở việc năng lực mà hệ trái ác quỷ mới có thể sở hữu là gì? Đây chắc chắn là một câu hỏi khá là ngoằn, vì nếu như có khả năng biến đổi thì nó là Zoan, nếu có thể điều khiển nguyên tố thì nó là Lugia, hay nếu sở hữu khả năng siêu nhiên thì nó là Paramecia, hoàn toàn không có chỗ mới cho hệ trái ác quỷ. Tuy nhiên để mà nói thì trái ác quỷ từ lâu đã được gọi là món quà của biển, một thứ từ biển mang lại cho người dùng sức mạnh siêu nhiên. Có vài ý kiến cho rằng món quà của biển bây giờ hơi lạm phát, vì nhìn đâu cũng thấy cứ đi 3 bước là sẽ có chục thằng sử dụng được trái ác quỷ. Chẳng hạn như băng Big Mom, hầu như những tư lệnh đáng chú ý trong băng đều có năng lực trái ác quỷ của riêng họ. Ấy thế nhưng, đó vẫn chỉ là một con số ít ỏi trong hàng tỷ người đang sinh sống trong One Piece. Và vì thế nên, số lượng món quà của biển đã được tìm thấy vẫn là một con số nhỏ, nên người ta vẫn chưa biết được toàn bộ sức mạnh trái ác quỷ có những thứ gì. Mặc dù vậy nhưng, món quà của biển lại có phần hơi không giống lắm với món quà của biển. Bởi lẽ, quà của biển, nhưng các bạn có thể thấy là nó cách biệt với biển VL.
Đầu tiên chính là điểm yếu của nó. Bất kỳ ai từng ăn trái ác quỷ sẽ đều không thể tác động lên nước biển được. Chỉ cần chạm vào nước biển hoặc một tí xíu nước biển dính vào người thôi là người sử dụng trái ác quỷ sẽ trở nên mất sức sống ngay lập tức. Và điều này cũng đã áp dụng được với những thứ có mang năng lực của biển. Và thêm vào đó là từ trước tới nay chưa từng xuất hiện bao giờ một trái ác quỷ có liên quan tới nước biển bao giờ cả. Hỏa chăng có thể là trái sui sui cho phép người dùng bơi được trên cạn. Cơ mà điều đó có vẻ không hợp lý lắm, và bởi vì thế nên có thể thấy rằng món quà của biển không biết kiểu gì mà biển lại gửi cho con người toàn là thứ sức mạnh không hề liên quan tới mình. Tuy nhiên, Vegapunk đã từng giải thích rằng lý do Jack quỷ bị biển ghét tới vậy là do nó được tạo ra từ mong ước của con người nên mới bị biển cả ghét bỏ vì trái lại với quy luật tự nhiên. Thế nhưng dù có vậy thì người ta vẫn gọi đây là món quà của biển, vì thế nên biển chắc chắn sẽ có liên quan gì đó tới sức mạnh này đấy. Người ta nói rằng hệ trái ác quỷ thứ tư sẽ chính là món quà thực sự của biển, là thứ sức mạnh đúng nghĩa với danh xưng này nhất. Bởi lẽ trái ác quỷ hệ thứ tư sẽ là một sức mạnh thực sự đến từ biển cả, và chính nhờ vào việc nó đến từ biển nên đó cũng chính là điều đặc biệt của nó. Và với sức mạnh đến từ biển cả, hệ trái ác quỷ này sẽ là sức mạnh mà người ta có thể dùng để đối chọi lại với trái ác quỷ bình thường, món quà của biển giả tạo kia, vì nó là thứ được biển sinh ra và có liên quan đến biển. Nghe thì có vẻ như không có sự liên kết nào, nhưng chắc chắn là chúng ta đều biết đến ba vũ khí cổ đại có mặt trên thế giới: Pluton, một chiến tàu tượng trưng cho mặt đất, có khả năng biến bất cứ kẻ nào trở thành kẻ thống trị bất kỳ hòn đảo nào với sức mạnh khủng khiếp mà chiến tàu đã mang lại. Tiếp theo là Poseidon, tượng trưng cho biển, vì vũ khí này là một năng lực tồn tại trong công chúa người cá. Và cuối cùng là Uranus, một vũ khí bí ẩn, nhưng chúng ta đều đã suy ra được rằng vũ khí này là thứ tượng trưng cho bầu trời, nên từ đây có thể thấy rằng các trái ác quỷ đều có một năng lực gì đó liên quan đến các vũ khí cổ đại, như trái Paramecia hay Zoan hay Logia đều có dạng biến hình hay năng lực nguyên tố liên quan tới mặt đất và thậm chí là cả bầu trời. Nên là từ đây có thể thấy mỗi chỉ mình Poseidon là vẫn chưa có trái ác quỷ nào tương ứng với sức mạnh vũ khí cổ đại này cả. Và vì thế nên có thể thấy trái ác quỷ cuối cùng sẽ chính là hệ trái ác quỷ tượng trưng cho nguyên tố biển, là món quà của biển thực sự. Nghe tới thôi là chúng ta có thể thấy được rằng nó hiếm hơn cả trái Logia lẫn Zoan thần thoại luôn rồi, đúng không? Vì món quà của biển chỉ có một trái duy nhất mà thôi, sức mạnh của trái ác quỷ là duy nhất, và vì thế cho nên sẽ chỉ có mỗi một trái ác quỷ của hệ này tồn tại, và nó khả năng cao sẽ mang một năng lực gì đó có liên quan mật thiết tới biển cả, và chính nhờ năng lực này mà nó sẽ trở thành một vũ khí cực kỳ lợi hại để có thể đánh bại và khắc chế những trái ác quỷ khác. Có thể nói rằng bất kỳ ai ăn được trái ác quỷ này thì kẻ đó sẽ thực sự trở thành hoàng đế đại dương, thống trị cả biển cả, giống như sức mạnh của Poseidon vậy. Bởi lẽ ở những vũ khí cổ đại khác, chúng ta cũng có những sức mạnh trái ác quỷ tương ứng với năng lực của chúng, như Pluton thì có năng lực chấn động của hệ Paramecia khiến cho rung chấn xảy ra ở khắp mọi nơi, đủ sức hủy diệt cả thế giới, giống miêu tả mà người ta thường nói về Pluton. Hay với Uranus thì có sức mạnh của trái Goro, với sức mạnh đã từng thống trị bầu trời bằng năng lực của mình, và vì lẽ đó nên người dùng trái ác quỷ hệ mới chắc chắn cũng sẽ sở hữu cho họ những năng lực bá đạo giống như những vũ khí cổ đại khác, khi nó cũng mang đến cho người sử dụng những khả năng đặc biệt có liên quan đến biển giống như vũ khí Poseidon vậy. Và tất nhiên sức mạnh này hoàn toàn không liên quan gì đến trái ác quỷ thông thường, nên vì thế mà khi ăn nó vào, tác dụng phụ của trái ác quỷ cũng hoàn toàn bị xóa bỏ, khi nó không còn khiến người dùng phải bỏ mạng sau khi hấp thụ nó như trái ác quỷ thông thường. Và chính điều đó nên nếu như sức mạnh này thực sự tồn tại thì Luffy chắc chắn sẽ được hưởng sức mạnh này nếu cậu tìm ra được nó, và khi đó sức mạnh của Luffy chắc chắn sẽ trở nên vượt trội hơn rất nhiều so với cậu ở thời điểm hiện tại. Bởi lẽ Luffy bây giờ không khác gì một vị thần cả, khi mà sức mạnh của cậu đã đủ lớn để Luffy có thể hủy diệt cả một hòn đảo với chỉ mỗi sức của một mình cậu, thậm chí là thống trị cả bầu trời khi giờ đây Luffy có thể bay. Và vì vậy cho nên, sau khi hấp thụ được cả một sức mạnh có thể điều khiển cả biển, thì tất nhiên là sức mạnh của Luffy sẽ còn đáng sợ hơn bây giờ rất nhiều nữa. Có thể thấy rằng, nếu như hệ trái ác quỷ cuối cùng có thật, thì có lẽ nó sẽ trở nên rất đáng sợ và không thể nào cản phá nổi. Như chúng ta đều đã thấy, những kẻ máu mặt nhất trong One Piece hiện bây giờ đều sở hữu riêng cho họ những trái ác quỷ cực kỳ ao trình người khác, như sức mạnh vô hiệu hóa trái ác quỷ, sức mạnh biến thành thần, sức mạnh biến thành Phật vàng, vân vân và mây mây. Nên vì thế, nếu món quà của biển thực sự tồn tại thì nó sẽ là một kho báu đối với những kẻ muốn sở hữu sức mạnh trên toàn thế giới. Thế nên mình nghĩ rằng sẽ hợp lý hơn nếu như trái ác quỷ hệ thứ tư có thật. Nhưng vì một lý do nào đó, để tránh việc tạo ra một tên cực kỳ đáng sợ mà người ta đã phân tán sức mạnh của nó để hòa lẫn sức mạnh đó vào trong biển cả và phá hủy nó hoàn toàn. Cơ mà vì sức mạnh đó quá lớn và quá đáng sợ nên một bộ phận người cá đã có thể sáng tạo ra được quyền thuật người cá,
không phải là thứ karate người cá bình thường, mà là thứ sức mạnh mà Jinbei đã sử dụng để lôi một cột nước khổng lồ lên nện thẳng vào mặt Big Mom cơ. Bởi lẽ chỉ có người cá, những tộc nhân đã tiếp xúc với biển mỗi ngày, mỗi giờ, đã ngấm sức mạnh của biển vào trong người thì mới có thể sử dụng được một chút năng lực bị hòa lẫn với nước biển như thế. Và nếu thực sự mọi chuyện là như vậy, thì có thể thấy là hệ Jack quỷ thứ tư rất là đáng sợ đúng không?